Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chiêm tinh Radio. Và chuyên mục này được mình sử dụng để nói về các vấn đề liên quan đến chiêm tinh, bản đồ sao, cung hoàng đạo, vân vân và mây mây. Rồi thì ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về tập cuối cùng trong series tình yêu của cung Mộc Sư Tử, đó là Mộc Sư Tử với ba cung nhóm nước. Và trước khi đến với nội dung radio ngày hôm nay, các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem là số chiêm tinh với mình qua page Chiêm tinh cổ học các bạn nha. Rồi, nói về Mộc Sư Tử và các mộc nhóm nước thì Mộc Sư Tử thuộc nhóm lửa. Chúng ta nghĩ rằng nước với lửa là sẽ không tốt, sẽ đối lập nhau, nhưng thật ra thì lửa là mang năng lượng nam tính và nước nữ tính, thành ra là ở cạnh nhau. Đồng ý là khó khăn thời điểm ban đầu, nhưng có thể nếu có thể dung hòa được thì sẽ giúp cả cung Sư Tử lẫn các cung nhóm nước phát triển. Bởi vì bạn phải hiểu là trong lá số chiêm tinh của chúng ta á, thì chúng ta là nhà 1, còn nhà của bạn đời là nhà số 7, tức là nhà đối đỉnh. Tức là bạn đời luôn là người có tính cách đối lập với ta, khác biệt ta, ở đây để cùng nhau phát triển, cùng nhau cải thiện bản thân. Bởi vì khi mà bạn ở cạnh người giống bạn thì mọi thứ rất là dễ dàng, bạn chả học được cái gì cả. Nhưng khi bạn ở cạnh người khác bạn, quan điểm thường xuyên khác biệt quan điểm, và làm thế nào để dung hòa, để tiếp tục ở với người đó, thì đó là cả một quá trình nỗ lực từ cả hai bên. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với Mộc Sư Tử và cung Mộc nước đầu tiên là Cự Giải. Rồi, đây là một nhóm, đây là cặp đôi 2-12, tức là Sư Tử là cung số 2 tính từ Cự Giải và Cự Giải là 12 tính từ Sư Tử. Về lý thuyết thì hai mộc này khá hòa hợp, năng lượng âm dương hòa hợp của Cự Giải nữ tính và Sư Tử nam tính. Hành tinh chủ quản của Cự Giải Mặt Trăng có mối quan hệ tốt với chủ quản của Sư Tử là Mặt Trời. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ chúng mình nhắc một chút về bản chất cung hoàng đạo, thì Sư Tử vốn là cung hoàng đạo thích ra ngoài, thích được người ta chú ý. Trong khi Cự Giải lại chỉ muốn an toàn, muốn ở trong không gian kín đáo riêng tư của hai người. Và tính cách đối lập này có thể khiến hai bên bất hòa nếu tuổi đời, tình trường, kinh nghiệm sống của cả hai còn ít. Ngoài ra, bởi vì đây là mối quan hệ 2-12, tức là Sư Tử sẽ đóng vai trò như quý nhân của Cự Giải, mang đến may mắn, phước lành, tài lộc cho Cự Giải, trong khi Sư Tử lại phải chịu tổn thất mất mát nào đó vì Cự Giải. Thế nên là trong mối quan hệ này Sư Tử sẽ phải hy sinh nhiều hơn. Nhưng được một điểm là trong số các mộc tình yêu với các mộc thì mộc Cự Giải hòa hợp nhất với mộc Sư Tử. Về chuyện đó, tức là chúng ta đang nhìn ở góc độ về Mộc Sư Tử á, thì Mộc Sư Tử với 11 mộc còn lại thì trong đó là với Mộc Cự Giải là chuyện ấy hợp nhất. Rồi tiếp đến là Mộc Sư Tử và cung Mộc nước số 2, Mộc Thần Nông, thì đây là sự kết hợp khá tích cực và dễ dàng. Đầu tiên, Mặt Trời chủ quản Sư Tử và Hỏa Tinh đồng chủ quản của Thần Nông, là bạn bè tốt. Thế nên hai cung Sư Tử Thần Nông dễ dàng thu hút bởi nhau. Năng lượng nữ tính của cung nước Thần Nông bù trừ hoàn hảo cho năng lượng nam tính của cung lửa Sư Tử. Trong mối quan hệ này thì Sư Tử cảm thấy ổn định, an toàn khi ở cạnh Thần Nông. Còn bản thân Sư Tử mang đến địa vị, vị trí xã hội cao hơn cho Thần Nông. Đây là mối quan hệ 40, vị trí 40. Thường thì trong mối quan hệ này, Mộc Sư Tử sẽ có xuất thân danh giá hoặc là có sự nghiệp vững chắc hơn Thần Nông. Cặp đôi này không yêu thì cũng dễ dàng có thể làm bạn, đối tác kinh doanh. Thần Nông khi yêu thì ám ảnh, khá là mãnh liệt, hay ghen. Nhưng mà với tính cách bản chất của Sư Tử, nam tính, thẳng thắn thì có thể hoàn toàn không để tâm đến những tính khí đó của Thần Nông. Rồi, tiếp theo là Sư Tử và Mộc Song Ngư. Mức độ hòa hợp của cặp đôi này ở mức trung bình thôi nha. Lâu bền hay không thì phụ thuộc nhiều vào mức độ chín chắn trưởng thành của người trong cuộc. Điểm tốt là đây, hành tinh chủ quản của hai cung có mối quan hệ hòa hợp, đó là Mặt Trời và Mộc Tinh. Thế nên hai cung dễ dàng kết thân với nhau. Hai là Sư Tử mang năng lượng
nam tính bù trừ cho năng lượng nữ tính của song ngư. Tuy nhiên đây là mối quan hệ 6-8. Song ngư là cung số 8 tính từ sư tử và sư tử là số 6 tính từ song ngư. Thế thì trong mối quan hệ này, song ngư sẽ mang đến thay đổi biến cố đột ngột thất thường cho sư tử. Còn vì yêu sư tử mà song ngư có thể mắc nợ nần hoặc đau ốm triền miên. Tức là bạn phải hiểu, trong mối quan hệ 6-8 thì có thể không phải đối phương trực tiếp đem đến bệnh tật hay nợ nần cho bạn, mà chỉ đơn giản là khi bạn ở trong mối quan hệ với cái người, với cái cung mọc mà có khoảng cách 6-8 với bạn, đặc biệt là khi mà yêu đương lâu dài hoặc là đã kết hôn rồi, thì tự động trong cuộc sống của bạn sẽ bị kích hoạt những khía cạnh là nợ nần, đau ốm, kiện tụng, những sự kiện biến cố bất ngờ. Đấy. Thì bởi vì các sự kiện đấy xảy ra thì ảnh hưởng đến bản thân ta và từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ, kể cả khi ta và đối phương rất là hòa hợp, nhưng mà vì các sự kiện tiêu cực đấy nên là rất khó để duy trì một mối quan hệ bình ổn. Chưa kể thì nếu mà nói về bản chất tính cách thì song ngư vốn là cung của người ngoài hành tinh. Bởi vì mọc song ngư không quan tâm đến thế sự đâu, chỉ muốn ở trong thế giới tưởng tượng sáng tạo của riêng mình. Không thể cho mọc sư tử sự chú ý cần thiết, bởi vì sư tử thì vốn thích được trở thành trung tâm của sự chú ý. Trong khi mọc song ngư, mặc dù là mọc nhóm nước nhưng mà hơi thoát ly thực tại một chút, nên là mặc dù biết nhưng không, có thể sẽ không cho mọc sư tử sự chú ý mà mọc sư tử cần. Thì đây cũng là một trong những phiền lòng của cặp đôi này. Thì đó là nội dung của radio ngày hôm nay. Và các bạn lưu ý là mình chỉ nói về mọc sư tử với ba mọc nhóm nước, tức là khi mà các bạn đánh giá mức độ hòa hợp thì các bạn cần phải cân nhắc nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là vị trí của các hành tinh, hay là vị trí, đặc biệt vị trí của kim tinh. Kim tinh đại diện cho tình yêu, cho cả nam lẫn nữ. Và ok, thì đó là nội dung radio ngày hôm nay. Bạn nào mà hứng thú với gói tương hợp để xem đánh giá mức độ tương hợp của các cặp đôi thì có thể liên hệ với mình qua các fanpage. Rồi thì mình xin phép được dừng nội dung ngày hôm nay tại đây, dừng radio ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối tốt lành và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye!